Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của Tham Quai và mình là Tuyền. Hôm nay là Tham Quai vừa về được một mẫu đồng hồ nữ đến từ thương hiệu Michael Kors, được nhập từ thị trường Mỹ với chất lượng và mức giá cực kỳ tốt. Xin mời anh chị em mình cùng review với Tuyền nhé. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Em nó mang mã số quốc tế là MK2696. Đây. Mặt số của em nó được khảm xà cừ rất là đẹp. Những cọc số là những cọc số la mã trên viền nổi thép được mạ BVD. Đây. Mạ BVD màu vàng hồng nhé. Màu này thì rất là sang. Đây. Chúng ta thấy là hiển thị rất là đơn giản, gồm có 3 kim, giờ, phút, giây và có thể hiện logo của thương hiệu Michael Kors. Viền là đính đá Swarovski rất là đẹp nha. Chúng ta nhìn nè. Đây. Mặt khảm xà cừ thì nhìn sang lắm. Đây là núm vặn là cũng có khắc logo của thương hiệu MK. Màu vàng hồng này rất là sang nha quý vị. Về phần size số là mình đo được là size 28. Size này thì rất là dễ lên tay. Để mình lên tay nha. Đây, tay mình đây nè. Tay mình thì hơi nhỏ. Màu vàng hồng kết hợp với dây da màu xanh cobalt. Màu xanh cobalt này thì cũng rất là dễ mua phối đồ. Điểm nổi bật của em nó ở đây là dây được dập vân như thế này. Nếu các bạn thường hay dùng túi Chanel thì các bạn thường hay thấy những mẫu túi cao cấp ấy á, thường dập vân theo kiểu như thế này nè. Đây dây da nè. Một màu xanh cobalt. Còn đây là khóa. Ta nhìn khóa ha. Thép nhá. Đây. MK2696. Khả năng kháng nước của em nó là 5 ATM. Nên chúng ta có thể đi mưa tắm gội thoải mái nha. Đây. Mẫu này thì Tham Quai về được 2 chiếc. Đây. Mình về được 2 chiếc nha. Anh chị em muốn mua tặng cho bạn gái, vợ, người yêu hoặc mua cho sắm cho mình, alo cho Tuyền nha. Giá săn sale của Tham Quai rất là rẻ. Hiện tại là 2.600.000. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.